đầu có tội cho người ta biết không? Nhiều khi người ta thích vậy rồi sao? Thích thì chiều Thích thì chiều thôi. Mình đó. rồi, em chào anh. Yes. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay Yeah. ha. Anh có thể chào cộng đồng rồi anh giới thiệu về mình. Yeah, chào cộng đồng trên Mỹ đen. Đen. Rồi Yes. hiện hiện tại là ý, anh sinh năm mấy? 68. 1968 hả? Yes. Anh qua Mỹ lâu chưa? Qua hồi đi vượt biên á. Rồi đi vượt biên một mình hả? Hay là có ai gia đình đi chung không? Không, đi con mình nè. Trời ơi, giỏi vậy, có mà lúc đó còn trẻ, còn nhỏ mà đi đi một mình vậy hay vậy? Thì nhà gửi đi về đi vậy đó. Anh rồi hiện tại anh đang ở đâu? Jacksonville. Jacksonville, Florida hả? Yes. Florida em rất là thích, tại vì ở đó khu nhiều khu du lịch ha, đi biển cũng sướng nữa. Xuống là Orlando này kia, Tampa này kia nọ mới, còn trên này cũng buồn lắm. Vậy đó hả? Đi là mua 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 bánh mì đi xuống Orlando á, Từ chỗ anh chạy xuống Orlando bao xa? tiếng 45 phút. Xa dữ vậy đó hả? Ừ, còn Wow. đi Miami 5 tiếng rưỡi. Mà chỗ anh không có chợ Việt Nam hả? Có mà nó làm dở nó không bằng. Thường Đúng thường rồi. là dân dưới này là xuống dưới mà đi mua đồ ăn đồ này uống vậy đó, có Đúng lễ lọc vậy đó. rồi. Đồ ở bánh mì ở ở lên đầu nó ngon, bánh mì Yes. thịt ngon. Anh rồi hiện tại là anh đang làm công việc gì? Neo là Neo mười mấy năm hả? rồi. Là lúc qua tới giờ luôn hả? Không, lúc xưa thì ở New York, làm hãng được mười mấy năm. Rồi anh qua Florida khi nào? Rồi cứ giờ Việt Nam qua rồi qua đây đi, mới theo vợ làm neo. Ồ, theo vợ làm neo hả? Bà xã anh làm neo. Yes. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Thì trục trặc thế là không có hợp đồng ý kiến biết không? Anh với bà xã chia tay bao lâu rồi? Không ở chung cái gì mà là 4 năm rồi, giờ bắt đầu là chơi xong luôn biết không? Anh rồi anh có được mấy bé? Hai. 2 bé hả? Con anh chắc lớn hết rồi hả? Ồ, có 17, đứa 17, đứa 15. 17 đến 15 hả? Vậy anh còn lập gia đình cũng trễ hả? Đó, hồi đó là 30 mấy tuổi. Lập gia đình trễ. Ba mấy gần 40 em mới lập gia đình. Yes. Ở Việt Nam á, quê anh ở đâu? Ở Sài Gòn đó, Ở Sài Gòn hả? Tân Bình. Rồi anh ưu điểm của anh là gì? Hoạt động, thích vui vẻ, cái gì có người nào cũng như người nấy, không có tánh mà ít cái gì self, cái ích kỷ đó, không có cái gì tối sau mùa qua, chứ không có giữ trong mình về kia kia nọ vậy đó, Vậy đó là biết người lớn kẻ nhỏ. chắc anh rất là nhiều bạn phải không? Chắc là anh bạn nhiều lắm, đông lắm phải Nhiều lắm nhưng không? mà không có ấy, Không có hợp không có hợp anh, nhưng mà anh làm mà thích người nào đó là ấy người đó luôn á. Vậy đó. rồi còn khuyết điểm điểm của anh là gì? Có hút thuốc nè. Hồi xưa thì có gamble mà mười mấy năm, mấy chục năm nay là hết rồi. Giỏi Rồi à. bây giờ cũng như là sống cặp trồng cả, cũng như là đi làm về vậy đó, rồi thích nấu nướng này kia kia nọ vậy thôi, chứ không có rượu bia này kia nào, có không biết uống, bởi giờ không có bạn nhiều lắm. Anh làm được everything không? Thì làm hết á. Dạ giỏi vậy đó hả? Design được không? Dễ design không? Làm bột chứ mình vẽ, vẽ cho người ta vẽ. Là làm bột là hết là sướng rồi, là giỏi rồi. Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào?
Thì thấy con đó thấy hiền hậu là biết này kia kia nọ rồi làm ăn vậy chứ thấy thấy cô cái gì mà nói chuyện cũng trầm nhẹ nhẹ trầm tĩnh biết quan tâm cho bạn trai người bạn người người chồng cũng gì có gì chia sẻ Biết quan tâm chia sẻ yêu thương ha. yes. Chứ không có khi này mà lén lút giấu giếm này kia kia nọ. Sợ lén lút giấu giếm quá. Rồi sao đi làm về đưa tiền giờ hết hả? Hồi đó thì đưa hết rồi cái sau này cái tự nhiên cái chia ra nói giờ lấy tiền đó để tiền ông làm ông giữ đi rồi rồi tiền rồi ông thấy khe con rồi còn cái tiền kia thì thôi giờ ông quen không có nói xấu đâu nhức đầu. Rồi em anh có nghĩ là một người mà anh muốn tìm kiếm độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Bốn 45 độ lên. 45 đổ lên ha. Cũng không thích trẻ lắm hả? Tại sao vậy? Thường em thấy Cái tuổi đầm lại này kia nọ biết không, còn cái tuổi kia thì nó ấy lắm. Rồi anh bình thường thì anh có hút thuốc một ít rồi anh có uống rượu không? Bia không? Alo, không bia rượu, có chỉ thuốc mà bỏ và bóp được đây nè. Vậy đó hả? Có người Tại yêu em là có một bỏ mình được. bù hiu và cứ làm cà phê thuốc lá nhiều. Cà phê thuốc lá thôi à. Nhiều khi tập tập cũng vậy mua về uống đâu được đâu. À, giờ nếu mà có uống bia uống rượu thì bạn bè cũng nhiều lắm biết không ạ. Thích. Rồi tại hồi xưa giờ ở thấy mấy nhậu á rồi ra tiếng vào không vừa lòng được tùm lum hết á, thấy nhiều quá đi đúng không? anh rồi con anh có ủng hộ anh đi tìm người bạn mới không? Thì nó có idea nó cũng ok vậy đó. Anh coi video của em hay ai giới thiệu anh xem. Thì coi đó, coi quá trời luôn mà không dám lên, sợ thấy mò luôn. Quê thường không? Về Việt Nam thường không? Thì vừa rồi đó. Rồi về 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 xong rồi cái chủ yếu là thăm ông già vợ. Nhưng mà ông không chết, ông già ruột chết. Chào ơi, về chủ yếu thăm ông già vợ rồi sao? Cũng như là ông bệnh nặng vậy đó. Rồi dắt mấy nhóc về chung coi cho thăm ngoại nó vậy đó. Rồi mà ông ngoại nó không chết mà ông nội nó chết. Ồ vậy đó. Wow, là ba anh mới mất đây hả? Mất khi nào? Tháng 8 này là lúc đúng 100. Rồi tháng 8 anh có về dỗ không? Tính về mà chị nói mới qua tiền bạn đâu mà về thì kia nọ biết mà có tiền mới tính về là thôi. Chị đâu ấy dưới ở bên nhà chị của bà cô bà gì á. Anh rồi bây giờ những lúc bạn rảnh rỗi anh thích làm việc gì để giải trí cho mình? Cái gì trồng cây Trồng cây hả? Thích trồng cây hả? ở mới mua cây cốc vậy nè, mới mua cây cốc 30 đồng trồng chơi vậy đó rồi đóng này đóng kia vậy đó nó qua ngày vậy biết không kiếm gì làm vậy đó Kiếm gì làm cho vui ha. lủi quên vậy đó. Anh thích một cô mà là anh tìm kiếm á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Không có gì ấy ấy thôi không có nhiều quá gì vừa thôi Đừng có lanh quá hả? Anh có nghĩ là cô ấy độ tuổi anh có nghĩ là cô ấy chiều cao khoảng bao nhiêu thì ok không? đơ mẹ không có hạ mà được rồi chứ không có cái cao lùn mặt hay gì không khiến cái chuyện đó. Trong tình yêu, trong hôn nhân anh có lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con mình không? Yes. Rất là Lén lãng lút mạn. tặng đồ Vậy làm đó. coi làm cho người ta nơ vịt ngạc nhiên thôi cũng như người ta bất đề người ta không biết cái mình gửi bông gửi quà tới vậy đó rồi hay là sinh nhật cái mình đặt cái tiệm cái quán nào cái mình vậy đó kêu mời ta tới tại ngày ấy thì kia làm những mà có khi mà về giờ mà quen được cái về Việt Nam không cho ta biết nói sắp về về vậy đó về cái mình đi cửa sau mình vô ta giật mình
Vậy đó hả? Yes. Có khi nào làm trường hợp đó chưa? Vậy đó hả? Rồi sao cô ấy phản ứng như thế Ở nào? cái cưới bên Việt Nam đó. Hồi xưa thì quen thì mở bến đê ở cái đường Bạch Đằng á, rồi chở cô ta xuống, cô ta đâu biết đâu mà mướn bạc trên tàu, rồi về Việt Nam mà không biết, rồi để lộc sinh nhật hay là ngày phụ nữ gì cái gửi bông về Lãng mạn vậy ghê đó, ha. nhiều cái làm. Anh là anh với bà xã anh cưới bà xã anh ở Việt Nam qua hả? Rồi bây giờ nếu mà tìm hiểu một cô vừa ý anh xong á thì anh nghĩ là khi nào sẽ đi tới hôn nhân được? Về là coi được là muốn bây giờ thoải mái, muốn về giờ nào về vậy đó. Giờ thoải mái muốn về nào về không thích là về hả? Ok là về liền đúng phải Yes. không? Thế bữa nay là thằng em nó thôi, anh có gì buồn buồn anh đánh về Việt Nam chơi đi, Vậy bữa nào đó. làm thoải mái thì qua làm lại có gì đâu. Anh nhưng mà vào mùa này công việc của anh đó, nó có giờ em thấy là ai cũng nói là kinh tế xuống hết rồi, công việc của anh nó có ổn định không hay là nó chậm hơn Thì hồi xưa thì làm 4-5 ngàn, bây giờ làm 2 ngàn mấy à. vậy đó hả? Nhưng mà mình anh này sống Chắc cũng không lắm. Thì giờ chuyện qua thì lai 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 làm có 4 khách, 200 mấy bạc chứ nhiêu. trời ơi, 200 mấy cũng ngon là chậm rồi Lúc đó trước hả? làm 400, 300 400 không á. Vậy đó hả? Nhưng Chứ mà bây giờ cái gì nó cũng lên mắt phỏ đó, làm xem nhưng mà mua đồ mua đạc cũng y vậy. nhưng mà 200 mấy là cũng tương đối rồi, không có thấp ha. Chứ hồi đó là ít chứ, tệ lắm, ngày 300 350 Đúng rồi. đó, là chia ra gì còn 100 mấy đó. Bây giờ nó chậm chậm chậm, mình coi cái đồng lương mình lãnh kiếm tiền ha. Nhưng mà đó là tình hình Bây điều giờ bên này hết. nó trả nhiều quá Anh đi. có sử dụng Zalo không? Không không biết xài luôn. Sao vậy? Thường Đi chuyển thường. qua download vô á, nó chờ, nó không chờ 24 tiếng đồng hồ gì đó, nó mới cho số bật mặt. À, giờ anh ở mình về là tự anh nấu ăn luôn hả? Yes, không ai thì mua đồ tàu về ăn gì đó. Giỏi vậy, biết nấu ăn luôn, giỏi vậy. Xuyên thì nấu, xuyên thì mua bậy bạ ăn gì sao. Anh rồi anh có được mấy anh chị em? Ở bên này hết rồi, Ở đây hết rồi còn có hả? bà chị bên Việt Nam ở giờ hết chỗ bàn đó. Cha mẹ của anh nó còn đủ không? Không, mấy thằng kia ra trong tiệm ra nó chọc Anh gọi hết, mấy anh còn đâu chết anh được gọi à. đây anh gọi ngoài kia rồi, giờ nó ghẹo anh nữa rồi. Anh sau hôn nhân đổ vỡ của mình hiện tại bây giờ trong lòng anh nghĩ là một người phụ nữ như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho anh? Hòa đồng, biết lo cho chồng, lo cho chồng con, cũng như là tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ, rồi đừng có cái mà bảo thủ ích kỷ. Rồi ngoại hình của cô ấy đối với anh có quan trọng không? Sao cũng được hết đó, có chị Phải không? Phải sao cũng được không? Trời ơi, ba ngàn để mấy video mà có sao gì vừa vừa ngồi không được, có tròn quá. sau khi anh chia tay với bà xã anh rồi, anh có quen với ai nữa không hay là chưa quen với ai nữa? Hồi đó giờ anh có bao giờ đi du lịch các tiểu bang khác chưa? Hỏi đi nhiều lắm. Vậy đó hả? Yeah. Nhưng mà anh thích Ở Florida nhất ở đây. trẻ ở đi nhiều lắm. Nhưng mà thích Florida nhất nên ở đây hả? Không, tại hồi xưa thì vợ nó thích ở đây gì đó, theo nó về đây chứ. Chứ hồi xưa anh ở ở bên kia làm ăn có được không? Thì làm hãng xưởng với nhà hàng vậy, tối chiều sáng làm nhà hàng xưởng, chiều tối về làm nhà hàng. Làm hai chớp luôn. Yes. Giỏi gì đó. Làm hai chớp luôn mà. Tại vì sau này cưới vợ, cái vợ nó qua đây đi vacation nè. À.
Nhưng mà anh cũng có duyên với nghề nail ha, nếu nếu mà làm được nghề nail là anh cũng phải làm cũng khéo mới làm được á. Nè, thường thường nam làm cũng hơi khó lắm. Biết giờ mấy bà trong này hỏi giờ mày mềm mà cứng Vậy đó hả? mềm rồi đó. Anh rồi một tuần á anh làm mấy ngày? Anh em muốn vô giờ nào vô làm vậy đó. Vậy đó hả? Chứ không phải là mình có quy định ngày ốp đâu chứ, làm 5 ngày hay là 6 ngày? Thường thường là 6 ngày, nhưng mà bùa hứng hứng là vô làm 7 ngày luôn vậy đó. Là Tại chủ nhật thì 11 giờ đến 5 giờ đóng cửa tại vì ở nhà buồn chứ, cũng buồn phải không? muốn cái gì về chỉ nằm ngủ thôi chứ muốn ra khỏi nhà không à, chứ nghỉ nhà đi vòng vòng cũng vậy thôi à, cũng đi làm gì chơi vậy đó cho nó hoài vậy. Anh là Chứ đạo, rồi không đi làm cái đầu óc suy nghĩ với ra như giận lắm. anh là đạo Công giáo hay là đạo đạo Phật? Phật giáo. Ở dưới khu đó có nhiều chùa không? Có nhưng mà ở xa, tại ở trên này ở gần biển Ở gần biển hả? Chắc xin cách quên. 45 phút. Ở cái đó là người Việt Nam ở đông anh? Ở West Side, ở gần downtown thì nhiều Việt Nam, mà ở trên biển thì nó ở thưa thớt lắm, mà cũng đông Việt Nam lắm. Ở gần biển là sướng rồi, từ chỗ anh đi ra biển không xa. 5 phút 7 phút. Trời ơi, tắm biển thôi, tắm Hồi biển hồi mỗi xưa ngày. hồi 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 đó là mua nhà thao hao á. Thì là tắm biển mỗi ngày luôn đó phải không? Hồi xưa thôi, ở xa thì đi thường nhưng mà gần biển không phải là biển. Vậy đó hả? Ngon vậy đó. Hồi đó chạy 45 phút đó, từ từ ở đâu thao lên đó thì cuối tuần nào cũng đi đó, mà bây giờ là ghế biển là hết đi rồi. Ở tới biển không thèm đi biển nữa. Còn Nhưng mà đi ghét đen á anh, phải không? Đi ghét đen lắm. nè đen nè, bữa hổm mua cái thuốc sức lên cho nó lột da đó, rồi cái giờ nó đen như Campuchia luôn á. Anh không có đi biển, anh ở gần biển không mà đen vậy đó hả? Tại tại tẩy da đó, tại đúng ra đúng chỉnh mà, tại lột hết luôn, trắng da đã lắm. Cái vài bữa đó cái không có đi ra ngoài che đó, giờ đen dây nè. Nó đen đều luôn á. Bữa hôm qua đi qua test đó, cái đi đó mà bà cô bảo đó, cái ông anh ông nói mày ở Việt Nam mới qua hay sao vậy, đâu có đâu mà coi coi ra. Mà chỉ sáng mơ là đi ngày thứ bảy chủ nhật đó, là đi đi vòng vòng chợ trời á, 2 tiếng đồng hồ thôi mà đen trời trời. Vậy đó, đúng rồi. Đây à, Hôm bữa em phỏng ông vấn với mua anh, vòng vòng chợ trời chơi cái gì hôm bữa em phỏng vấn anh ở ở đây Florida cuối nữa, à. hôm bữa em cũng phỏng vấn với anh ở Florida cũng đen đen không à. Nóng quá ở gần biển nữa hay gì anh. Rồi theo anh nghĩ là với công việc này á, là anh có muốn phát triển nó thêm hơn không, có bao giờ ý định là mở tiệm không? Hồi xưa có rồi nhưng mà xong rồi, Hồi xưa anh với bà xã cũng rồi mở tiệm. tại hồi xưa vợ nó thích đi này kia kia nọ đó, rồi không ai này kia coi thì để ấy, rồi cũng dẹp cũng bán người ta Anh với bà xã cũng có lúc mở mà mình tiệm. đi muốn đi đi đâu chơi cũng được á, mình đi làm công á, rồi làm cái chủ tiệm cái thằng này giờ tận 7 ngày luôn đó. Tháng 10 này về Việt Nam chơi mà nó không ghé Việt Nam, nó ghé Thái Lan thôi, Vậy đó. đi có 10 bữa thôi. Ê, anh cũng giỏi á, từng có tiệm nail rồi hả? Tiệm mở được bao lâu? Mỗi mấy năm thôi dẹp rồi. Nhưng mà thời gian đó mở mở cực vậy nhưng mà có lời không anh? Có Hôm bữa em có con nhỏ bạn nó mở tiệm nail xong rồi nó cũng bán luôn, nó nói cực quá mà nó không có lời nó bán luôn. gì mệt lắm trời trời, rồi với thợ thùng đó đây mệt lắm, nó chảnh thì khi gì đó khó khăn nữa. Em thấy ở Florida là làm nail là thịnh đó. Đó hồi xưa được chứ, hồi đó 2000 mấy, bây giờ là quá trời luôn mà. Vậy đó hả? Người ta kéo về đó Bên nhiều đây hơn. giờ là tuổi đại gia rồi, nó qua nó mua trời tiền mặt được không à, mấy người dịch cũng như khá giả của Việt Nam vậy đó.
Giờ em thấy người ta toàn bưu tiệm lớn lớn đẹp đẹp không á, phải không? Bây giờ ở Jacksonville nó có hai tiệm, một tiệm là phải 30 mấy thợ đó. Ồ vậy đó. Bây giờ đang làm bên tiệm đó đó. Dạ, bà xã anh đang làm bên đó. Còn tiệm bên này có 6 người tất cả. Mấy tiệm lớn ra, mấy tiệm tiệm nhỏ là cũng hơi đuối ha. Và một ngày là 45 bờ 4 con là đủ vốn rồi đó, vô một con cả 100 bạc không vậy đó. Bởi vì người cái làm đồng tiền nó tháp được cao rồi thì ấy nó mệt lắm, trời trời, trước đầu mà khi không nói gì biết, còn người không biết gì tiền không, trời trời, coi chồng con không ra gì này kia kia đó. bên đây cũng hơi đuối rồi. Bên đây là ngày mở mắt ra mình không đi làm gì cũng có bill tùm lum tới hết, đâu có mình ngưng, nó đâu có Yeah. ngừng lại đâu. Bây giờ anh khỏe đó, anh không lo lắng gì hết, là anh khỏe đó, ở với vợ hết chứ đâu có ở với anh. Thì cái lực Mỹ là vậy đó, với cái gì đó cũng mẹ của mẹ nó không à, với bà công nhận hay lắm, nó làm sao mà nhồi sọ tối gì đó cũng mẹ không à. Tại vì mẹ gần gũi hơn cha mà, cha đi làm suốt. Anh ngồi thẳng lên anh. Rồi mẹ nó không đi thôi, đi là đi cả tại Việt Nam cả năm trời luôn bố. Vậy đó hả? Về Việt Nam năm được hả? Về cái năm trời luôn á. Anh có sở thích karaoke hoặc là shopping hoặc là thể thao gì không? Rồi hồi vé shopping thì thích đi không, còn karaoke á, hồi xưa còn trẻ dưới 30 thì ôi lúc nào cũng vậy, đi club rồi karaoke thì cái nọ hồi trẻ ấy, rồi bắt bắt đầu after 30 tuổi là nghiêm chỉnh hết. Bỏ hết hả? Giờ lo làm thôi phải không? Yeah. Trời hồi đi dữ lắm, đi tiểu bang nào cũng đi hết á. Giờ anh còn còn tới mấy cũng gần 10 năm nữa mày nghỉ hưu. Tính vài năm nữa xong sớm bẻ nào ấy, thôi làm 5 năm nữa thôi. Sao vậy? 5 năm nữa là Đó. anh mới có 61 thôi phải không? 61, 60 gì mà. Để bắt đầu đi vòng vòng chơi vậy đó, nếu mà Sao không không có được ai, không được, được. Đi lên kênh của không nếu em là chắc chắn có ai thì đi đi, đi làm tiếp giúp đẩy người ta. rồi. Lên kênh của em là Mà tự nhiên cái lên cái hình cái cô đó cái coi hai lợi hai ba lần luôn đó. lên kênh của em thì sẽ được thôi, nhưng mà quan trọng á là anh có anh chọn ai thôi chứ. Nhưng mà khi khi lớn tuổi á, anh muốn là sống ở đây hay là về Việt Nam sống? Tùy theo người đó thôi. Tùy theo cô ấy chọn ha, muốn sống ở đâu cũng được, miễn là có nhau là được rồi ha. Mà sợ qua đây cực cho ta cái tuổi 40 mấy 50 mấy rồi, biết không, người ta là có công ăn việc làm Việt Nam ok, còn qua đây bắt đầu từ đầu có tội cho người ta, biết không. Nhiều khi người ta thích vậy rồi sao? thích Thích thì thì chiều. thích thì chiều thôi. Mình cũng thoải mái mà phải anh. Rồi nếu mà giờ tìm hiểu cô vừa ý là xong là bay về Việt Nam liền đó phải không? Nếu ta đồng ý mình về tao không thích thì thôi. Thì dĩ nhiên người ta phải đồng À, ý rồi mới về chứ. cái gì cũng vậy phải không? Nhưng mà khi mà về á, nhớ nếu mà có đám cưới gì nhớ báo cho chương trình biết nha, đừng âm thầm đám cưới nha. Yes, trời ơi, yes. New Zealand với Louisiana nè, gần sạch chứ bộ. Để Trời, coi em đi con. đám cưới ở bên Florida mấy lần rồi đó. Đợt rồi em mới qua Florida đám cưới của anh, liên lạc với em sớm ghé anh rồi. Rồi đợt em qua Florida đám cưới rồi, anh có biết không, có con video đó không? Có coi cái vô cái ông lấy máy bay gì đó, không biết đám cưới đâu. Ở Tampa đó. Em rất là Rồi vui có nói yêu. chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là anh sẽ tìm Yes. được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào khán giả giùm em Yes. ha. Bye.
chứ cha là em thấy mặt móc này rồi cho tôi nói trời trời. Không, khỏe mạnh, đang khỏe mạnh mà. Dạ ha, chứ đâu phải phải đang như giống như bị bệnh đâu. Dạ ha, ba anh ha.